Xin chào các bạn, mình là Tùng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình chuyên làm về các video hướng dẫn thiết kế PowerPoint. Và trong ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lồng chữ vào ảnh, kết hợp cùng chuyển động hiệu ứng Morph cực kỳ đơn giản và đẹp mắt ở trong PowerPoint. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Sau khi đã ở màn hình làm việc chính, các bạn hãy xóa đi những text box mặc định. Tiếp theo thì các bạn hãy cho thêm một bức ảnh mới vào bên trong. Lúc này các bạn hãy kéo cái phần hình ảnh này lấp đầy toàn bộ cái phần trắng ở phía dưới. Thì các bạn đừng lo ảnh bị mất tỷ lệ, các bạn hãy vào mục Fill ở trong phần Crop thì bức ảnh chúng ta sẽ được phin đầy và giữ nguyên tỷ lệ ban đầu. Tiếp theo thì các bạn hãy nhân đôi cái slide này lên ra làm hai bằng cách ấn thổi phím Ctrl D. Sau đó chúng ta sẽ thêm phần chữ vào phía bên trên này bằng cách ấn vào mục Text Box. Ở đây thì mình sẽ gõ chữ Orange. Sau đó mình sẽ căn vào giữa phần Text Box phần chữ. Tiếp theo mình sẽ đổi sang phông chữ của Google Pro. Ở đây thì mình sẽ tăng kích cỡ của phần chữ này lên tầm khoảng 96. Tiếp theo thì mình sẽ đưa cái phần chữ này vào đúng vị trí trung tâm của bức ảnh. Mình sẽ nhấn giữa phím Ctrl, lựa chọn phần hình ảnh trước, sau đó lựa chọn phần text sau. Các bạn vào mục Shape Format, lựa chọn mục Merge Shape, ấn vào phần Intersect. Thì lúc này thì chữ đã được lồng vào ảnh. Tiếp theo thì mình sẽ copy cái phần hình ảnh ở slide số 2 vào slide số 1. Sau đó mình sẽ đưa phần hình ảnh này xuống phía dưới bằng cách lựa chọn chuột phải, các bạn ấn vào mục Send to Back giúp mình. Sau đó mình sẽ đổi màu phần hình ảnh này đi bằng cách vào phần Picture Format, các bạn chọn mục Color và chọn phần Wash Out giúp mình. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển phần hình ảnh ở sang slide số 2 lên phía trước. Sau đó thì mình sẽ copy phần chữ Orange vào trang slide mình đã vừa di chuyển lên. Tiếp tục thì mình sẽ tăng cái phần kích cỡ của cả phần chữ và phần hình ảnh ở trang slide số 2 lên. Thì lúc này các bạn hãy ấn vào phím Ctrl, sau đó chúng ta sẽ kéo chuột theo đường chéo để đồng thời tăng kích cỡ của cả ảnh và chữ và vẫn giữ nguyên tỷ lệ ban đầu. Sau đó thì mình sẽ lựa chọn phần Transition. Lúc này thì mình sẽ lựa chọn hiệu ứng Morph, chuyển động Morph cho cái trang slide số 2 này. Và các bạn có thể nhìn thấy chuyển động chúng ta khá là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái phần thời lượng xuống 1.25. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thành quả nhé. Lúc này các bạn quan sát thấy là hiệu ứng của chúng ta đã được áp dụng vào khá là mượt mà. Sau khi xem clip này thì các bạn có thể áp dụng trực tiếp ngay vào bài làm của mình với các phong cách khác nhau để giúp cho slide trở nên thu hút và hấp dẫn hơn. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy ấn like, chia sẻ rộng rãi tới bạn bè và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.